Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Chiến tranh Trung Đông và Á Đông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. một Chiến tranh Trung Đông Đừng khoe lớn cột cao tường Bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo Ngồi trên đỉnh núi treo leo Thấy trọng thiên hạ như bèo trôi sông Sâm vầy một hội đất đông Cuồng phong thổi tới gẫm không còn gì Mèo kêu nghe tiếng ai bi quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Động bay sao xuyến nào yên. Rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Sám giảng người đời quyển 11, sư vải bản khoai viết năm 1901. Lợi bình, cầu sớm. Mèo kêu nghe tiếng ai bi. Quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Ám chỉ năm mèo quý mão 2023, chiến binh Hội giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, chiến tranh Trung Đông bùng nổ khắp vùng thành phố sụp đổ tàn hoàng, người chết kinh hoàng, đói khát tràn lan, cầu sấm, rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Ám chỉ chiến tranh Trung Đông tiếp tục tàn phá các thành phố vô cùng khốc liệt qua các năm rồng giáp thịnh 2024 rồng bay sao xuyến nào yên và năm rắn ức tỷ 2025 rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Thương vọng khủng khiếp, người chết vô số xác thầy không kịp trộm chất trộm đống mùi tử khí bậy cao ngút trời, kỹ nghệ dầu khí tê liệt, vật giá gia tăng, lạm phát tiền tệ, đối loạn xã hội. Trước đại họa chiến tranh thiên tai dập dồn, sư vải bán khoai khuyên bá tánh hãy quay đầu sám hối, cải ta quy chánh, làm lành lánh dữ. Không nên ý thế giàu sang ước hiếp người nghèo khó, hãy mở lòng từ bi thường xót kẻ cơ hàng, may đà thoát qua cơ sàng lọc kỳ này. Đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vừa chẳng thương dân nghèo ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Sâm vầy một hội đất đông, cuộn phong thổi tới gẫm không còn gì. Hai, chiến tranh Á Đông. Đợn kêu bốn biển năm châu, lọ đi khốn khổ lọ đâu nghịch cường. Cậu đợn Phật lập Trung ương, hội 18 nước tồn vương Thái Bình. Đợn kêu bảy việc tấu trịnh, cậu đợn tất cả Nam Định có vua. Đợn kêu đổi tiết thay mùa, về đi đừng có hơn thua cậu bụng đợn kêu nước mắt còn tuôn, ngựa về dê đến vạn buồn làm sao. Sấm giảng đạo khùng, trang 60 đến 61, Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết ở Phương Lâm, thiền tình bữa sơn Sydney ấn tống năm 2002. Tê anh nói quá nhiều chúng sanh chê. Nói ngựa qua rồi tới nói dê, nói về nói lý nào ai hiểu. Nói đến gần bên lãnh nặng nề. Chích bài tan vỡ mộng đời trong quyển sấm giảng thất sơn trang 121. Đức cậu bần sĩ vụ danh thuyết, thiền tình bữa sơn Sydney Ấn tống ngày 2 tháng 2 năm 2003. Năm dê khổ hơn năm ngựa. Tới đây nhiều sự dịu màu Còn đầu có biết trời thâu nhân loại, kiến trời lồng lộng đang soi, mảy lông không thoát vật loại chung quy. Ngài ngồi ơi hỡi cầm kỳ. Đó là thương phụ cổ truy diệt phạm, thì giờ chút nữa đáng cam. Con ơi thức dậy nhà Nam Thanh Bình, phải toan học hạnh xin xin. Học cho thông thuộc trọn mình cúng dần Học tỏ rạng người ân người thảo. Học cho đành hiếu đạo vẹn tròn. Thì là mới xứng là con. Lạc hồng nói giỏi sau còn tông môn. Phải cố gắng thâu dòm gần thấy. Phải cố làm lừng lẫy cương thần. Đò chiêu thầy đợi cân phân. Bến gần lui gót xa ngần làm sao. Nói lại đời tiêu hào mai tới. Ngựa đường dài con cởi trong trong bây giờ ngựa đã lệ trọng. Đói đau than khóc đồng rồng nhăn rằng, ngựa không có cỏ ăn khổ não, nại trên lưng ai bảo đánh đòn. Ngựa kia mắt lệ thon vo. Hất nài té xuống trên non chan dầm. Ngựa đói khổ mà cầm cương chắc, thấy chưa trọ kiện chắc đã lui. Năm nay trời đất không vui. Còn mình sao khỏi bùi người đói đau. Ngựa điên khổ phóng lao chạy nhảy, lớp hỉ là cả thảy vang vầy. Nóng gì ôi bức phút giây nước không có tắm ngựa gầy ngựa lao. Rồi kết thúc ngựa giao quá tải. Con dê kia hà hải đứng nhìn. Ngựa trừng chớp cẳng nghinh nghinh. Nói rằng tao khổ còn mi tiêu tàn. Con dê quẩn hai hàng như xối, lắng tay nghe ngựa gọi lời gì. Con ngựa dậm đất từng khi. Nói rằng mày khổ vậy thì hơn tao. Tao đói khổ phóng lao đang chạy, còn mày mai bị hoại tại đường. Làm sao mày bướng mày cường? Vợ tao cao cẳng dê lượng thấp thôi Trích dĩa quay về Phú Thuận Học đường 6 Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết đầu năm 2014 Chú giải Cậu sấm Con dê quẩn hai hàng như xối Chứ quẩn là động tác con thú nhảy cao khi bị kích động Sau khi nghe con ngựa nói Con dê khóc hai hàng nước mắt chảy xối xả nghĩa là năm dê Đinh Mùi 2027 chiến tranh Biển Đông khốc liệt hơn là năm Ngựa Bính Ngọ 2026. Con dê quẩn hai hàng như xối, lắng tai nghe ngựa gọi lời gì. Con ngựa dậm đất từng khi. Nói rằng mày khổ vậy thì hơn tao. Tao đói khổ phóng lao đang chạy, còn mày mai bị hoại tại đường. Làm sao mày bướng mày cường? Do tao cao cẳng dê lượng thấp thôi. Qua năm về đến lúc mùa hè, trọng bá tánh biết ai hữu chí ta chịu lệnh tây phương thọ ký dình nghiệt long đặng cứu dương trần nên ra đời dạy dỗ ân cần khuyên bá tánh vạn dân liệu lấy khổ với thảm ngày nay có mấy sợ mai sau dòm thấy bầy hồn trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết trần với thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường thì à bây giờ tu niệm tầm thường sau danh thể xà hương khắp chốn Nhà giàu có xài không sợ tốn Phải để tiền cho kẻ nghèo nàn Lo ăn xài trà rượu xình soạn Chừng khổ não phàn nạn căn số Lời truyện sấm như bài toán đố Ai biết tầm thì đằng hưởng nhờ Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ Sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt Giấc mê trầm kệ Huỳnh giáo chủ viết năm 1939 Kỳ vân sưu tầm Sydney Ngày 28 tháng 1 năm 2024 kỳ vân cư sĩ biên khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem